Ok luôn anh em. Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại nhá. Ok các em ạ, thì như anh em có thể thấy là tôi vẫn đang kẹt ở cái chỗ nhỏ nhỏ mà hồi trước mình kết thúc tập 8 này. Vẫn chưa thoát ra. Đấy, thì anh em có thể nghe thấy tiếng của các con quỷ lửa là nó ở xung quanh đây đấy. Đứng nó canh mình đấy. Thì hiện tại là chúng ta đang phải đối đầu với một vấn đề nó cực kỳ nan giải anh em ạ. Anh em có nhìn thấy đồ ăn của tôi không? Tôi chỉ còn có 7 thịt thối rữa thôi. Đó. Thế này nó sẽ hết rất là nhanh. Rất là nguy hiểm. Thì bây giờ cái kế hoạch ngày hôm nay của tôi này, đó là tôi sẽ đi về nhà. Nhưng mà thật với anh em, trên mà cái chặng đường từ đây mà đi về nhà nó gian nan lắm. Bởi vì là cái tọa độ ở gần nhà tôi là tọa độ 000. Xung quanh chỗ đấy chắc là âm 11 hay là âm 30 gì đó thôi, ít lắm đó. Xung quanh cái chỗ 000 đấy. Nhưng mà anh em nhìn hiện tại đi, tôi đang tận ở âm 700 và tận 135. Đó. Nên là giờ mà đi về nhà mà chạy đi đường bình thường như hồi trước là chết cha luôn anh em ạ. Nên là hôm nay tôi sẽ đi về nhà nhưng bằng đường trên mái địa ngục anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng trèo lên mái của địa ngục. Và sau đó thì khi tôi lên trên mái địa ngục rồi ấy, là tôi sẽ chạy tới cái điểm 000, bởi vì trên mái địa ngục là nó cực kỳ an toàn. Và tôi sẽ xây một cánh cổng địa ngục ở đó. Nhưng mà anh em phải thấy là hiện tại là tôi mới chỉ có 4 hắc diện thạch thôi, là cái đá obsidian đấy. Tôi cần thêm 6 cục nữa cơ. Nên là bây giờ tôi sẽ gặp những anh picklin để tôi vứt vàng cho các anh ấy, để các anh ấy vứt lại, mong là các anh ấy vứt lại cho mình nhiều obsidian một chút. Ok anh em, thì kế hoạch là như vậy. Và trước tiên là tôi cần phải thoát ra được khỏi cái chỗ này đã, để tôi uống tí nước anh em ạ. Rồi. Ok. Chúng ta sẽ phá cái này ra và chạy bằng mạch đó thôi. Cẩn thận con skeleton đen. Ui dồi ôi. Anh em có thấy pha đấy không? Pha đấy là tôi không để ý luôn nha. Cái lúc đấy là phản ứng tự tay của tôi luôn đấy. Đây, chúng ta sẽ đi qua bằng đường này anh em ạ. Tôi có ngọc nhờ, nhưng mà tôi không nghĩ là tôi sẽ dùng ngọc ném đâu. Tôi sẽ xây đường đi qua đi. Úi dồi ôi. Ok anh em, tôi đã xây đấy cầu và tôi chạy qua bên này rồi. Đây các em ạ, tôi cần cái nấm màu xanh này. Đấy, nếu mà mình mà muốn làm cái máy farm con lợn thì mình cần có cái nấm màu xanh. Cần có 5 cái nấm để tôi lấy nhiều chút anh em ạ. Sau này có cần thì đỡ phải đi lấy lại đúng không? Bởi vì là gần cổng nhà mình là mình không có nấm màu xanh đâu. Mình không có khu rừng xanh. 5 cái ở đây. 6 cái này. Để tôi lấy tầm nhiều tí vậy. Úi dồi ôi. Lava. Cái nấm màu đỏ mình không cần anh em ạ. Chỉ cần cái nấm màu xanh thôi. Thì cái bọn lợn là chúng nó sợ cái nấm màu xanh đấy anh em. Bây giờ tôi mới biết luôn hả. Xây đi vậy cho an toàn anh em ạ. Hardcore lo lắm. Rồi. 8 cái rồi ấy nhỉ. Úi dồi ôi. Sợ không anh em hả? Anh em đừng có lo, tôi skill mà. Rồi. Vậy đủ rồi đấy các em ạ. Bây giờ tôi sẽ đào thẳng lên bên trên này. Đấy, đào thẳng lên bên trên mà từ từ để tôi xây lên một chút. Ok các em ơi, thì tôi nhận ra là hiện tại là tôi đang ở vùng rừng xanh. Mà vùng rừng xanh là nó không có bọn picklin đâu. Nên là mình không vứt được vàng cho bọn nó anh em ạ. Nên là bây giờ tôi sẽ phải quay trở lại cái tòa lâu đài để tôi tìm khu rừng đỏ á cha. Xung quanh đây có anh picklin nào không? Tự nhiên ở đây nó cũng có một cái chỗ cũng không phải cái rừng xanh này ngon quá. Để tôi đi tìm mấy anh picklin cái anh em ạ. Tôi tìm mấy anh picklin xong sẽ vứt vàng cho mấy anh ấy. Để mấy anh ấy vứt lại hắc diện thạch cho mình. Thì mình mới làm cổng được. Ok anh em đợi tôi chút nhá. Ok anh em. Thì tôi đã quay trở lại được cái khu rừng đỏ mà ở bên cạnh cái forest cái lúc đầu tôi vào đây. Ok thì tôi nhận ra tôi thiếu đồ ăn quá anh em ạ. Nhưng mà tự nhiên tôi lại gặp một đàn lợn rất là xinh đẹp ở đây. Nên là đi vào đây nào các em. Rồi. Rồi.
Tôi còn có 3 cái đùi gà nữa đây các em ạ. Thế là thiếu đồ ăn. Để tôi ăn cái đống này để tôi có sức chém anh em ạ. Đấy, chúng ta sẽ xin những anh em lợn một chút đồ ăn. Úi rồi, úi rồi. Vừa nãy là tôi có grab cái kiếm để tôi chém cho nhanh, chứ dùng rìu chém lâu lắm. Đấy, tôi sẽ đứng tôi pha một chút để tôi có đồ ăn. Sau đó là tôi sẽ qua bên kia, tôi nhìn thấy ở chỗ kia có mấy anh Pikli đấy. Tôi qua kia tôi vứt vàng cho mấy anh ấy để cho mấy anh ấy đổi với mình hắc diện thạch. Tôi sẽ cứ phải làm như vậy cho tới khi nào mà tôi có đủ 10 cục hắc diện thạch anh em ạ. Ok anh em đợi cho chút nhá. Ok các em ơi, tôi đã trao đổi được đủ 10 viên obsidian rồi. Tôi còn có 11 viên luôn thôi. Đấy, chúng ta chỉ cần 10 viên đủ anh em ạ. Bây giờ ấy, chúng ta sẽ cùng đào và đi lên trên nóc của Nether anh em nhá. Đấy, đang ở tầng thứ 100 này. Bây giờ mà muốn đi lên nóc thì mình cứ thế mình đào thẳng lên thôi. Lên đào thẳng lên thôi, tôi tìm cái bức tường rồi tôi đào thẳng nó lên anh em ạ. Đó, đây đây đây, bên này đi, để tôi nhảy qua bên này. Rồi đây anh em, chúng ta sẽ đào thẳng từ chỗ này lên. Đấy, đào thẳng từ chỗ này lên. Xong đó chúng ta sẽ gặp đá nền thôi. À, bởi vì là cái địa ngục cái nó có một cái cũng rất là hay anh em ạ. Đó là ở bên trên là nó sẽ được bọc bởi đá nền. À, chứ mà ở ngoài thế giới bên ngoài thì chỉ có mỗi ở bên dưới đáy là được bọc bởi đá nền đúng không? Đó, và trong địa ngục này là cả đáy và cả bên trên nóc là đều bị bọc cả đá nền luôn hả? Ok anh em đợi tôi chút để tôi đào nhá. Ok các em, thì như anh em đã thấy đây, tôi đã tới được cái chỗ đá nền rồi. Bây giờ mà mình muốn vượt lên bên trên ấy thì mình phải đào sâu sâu ra một chút. Phải đào phải tìm được cái điểm cao nhất đây để tôi nhìn thử xem tôi nghĩ cái điểm này là điểm cao nhất rồi đấy nhỉ. Đây, sau chúng ta dùng ngọc và chúng ta ném lên. Ném. Đâu thế? Ôi, cái này là cái con gì đấy? Đây là cái con gì mà nó nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Ủa, khỏe vậy? Hay nhở, vì sao chúng ta không lên được nhở? Để tôi thử không nào. Ui, lạ nhở. Ok các em ơi, tôi đã đào được tới cái cục đá mà tôi nghĩ là tôi sẽ có khả năng để bay lên được cái cục đá rồi đây. Đấy, ồn ào đến độ mấy anh Pikli là mấy anh có lên rồi mấy anh hỏi tôi là mày làm gì mà ồn thế. Thì lỗi mấy anh nhá. Ok các em ạ, đây thì cục đá đấy ở đây. Đâu ấy nhở? Đây này. Nó, chính nó và đồng bọn. Bây giờ đây, bây giờ mà tôi muốn đi lên được ấy thì tôi cần phải có cái thang. Ta phải làm cái thang ấy các bạn. Rồi, xong rồi chúng ta đặt nó vào đây này. Đấy, và chúng ta sẽ đi lên này. Giữ lì cái nút space và ném ngọc. Mà từ từ á, trước tiên là tôi phải phá cục crab table của tôi đi. Đấy, mình phải cầm nó theo chứ không chốc nữa là mình cũng cần crab table đấy. Đặt cái này vào đây, rồi. Ôi, rồi rồi, đi lên thôi anh ạ. Đây, mình giữ lì cái nút space nhá. Lên đi, lên được rồi, lên được rồi. Tôi lên được rồi. Úi dồi ôi, tôi hạnh phúc anh em ạ. Bây giờ mình lên rồi ấy, là giờ là mình không có cách nào để mình xuống đâu. Bởi vì là mình không đào được cái cục bedrock về đâu anh em ạ. Không đào được cái đá này nữa đâu ha. Đấy, nên là bây giờ lên rồi là mình sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi đấy. Trừ khi là mình có hắc diện thạch. À, đi thôi anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ đi hướng về cái điểm 000 thì nó là cái điểm ở tọa độ nhà tôi đấy. Đó, tôi lên đấy và tôi sẽ xây. Đây, mình cứ đi cái hướng này là mình về đấy. Đó, tôi tới đấy và tôi xây cổng địa ngục và tôi về nhà thôi. Ôi, vui quá các em ơi. Vui quá. Ok anh em đợi tôi chút nhá. Wow, nó màu xanh đấy các em ơi. Anh em nhìn thấy tôi đang chạy nó màu xanh chưa? Có nghĩa là tôi đang ở cái vùng thung lũng đấy. Thung lũng địa ngục đấy. Nó màu xanh cái này. Đấy, tôi sắp tới cái điểm 000 rồi. Còn âm 300 cái bước thôi hả? Đẹp, quá đẹp đấy các bạn ạ.
Quá đẹp. Ok các em ạ, thì tôi vừa mới ra ngoài, tôi check lại cái tọa độ nó của cái cổng hồi trước của tôi. Thì là cổng đó là tọa độ 74 và 89 ấy các em ạ. Đây 74 89, chúng ta đi về hướng này đây. 74 này. Mình đi về hướng này để cho nó giảm cái trục Z xuống. Đây. Đây chính là cái cổng trước của tôi đây các em ạ. Có nghĩa là thẳng bên dưới này. Từ đây đào thẳng xuống bên dưới thì là nó sẽ gặp cái cổng trước của tôi đấy. Nên là tôi sẽ xây cái cổng này đúng cái chỗ đó luôn. Thì mình xây cái này là nó sẽ bị gộp cổng lại các em ạ. Là mình vào cái là mình sẽ vào đúng cái cổng ở nhà mình luôn ấy. Đó. Thì hơi buồn bởi vì là mình không có cổng để mình đi lên trên này rồi. Nhưng mà không sao đấy các bạn, tôi về và tôi sẽ xây. Và tôi sẽ có cách để tôi phá được cái đá này này đi và tôi chui lên được trên này. Có cách luôn đấy các bạn. Ok, nhưng mà trước tiên là đi về đã. Tôi muốn về nhà quá rồi các bạn. Trời ơi. Trời ơi. Cổng này là cổng nào này, vì sao nó không đúng cái cổng của nhà tôi nhỉ? Ô lạ nhỉ, chứ hay là tôi nhớ sai vị trí à? Chắc là tôi nhớ sai vị trí rồi anh em ạ. Thôi mình chạy về cũng được vì dù sao cũng gần. Đây là 600 này, cái nhà mình là 600 và 630. Đây là 600 rồi. Ở đây mình cứ chạy thẳng cái hướng này là mình về anh em ạ. Ui rồi. Đúng rồi, để tôi chụp cái tọa độ của cái cổng này lại cái. Lạ nhỉ? Chắc là tôi nhớ sai vị trí ha. Không sao. À, chạy chút nữa là về rồi. Rồi hôm ở trước mặt đến đây rồi. Ui rồi ôi. À. Ui thích quá anh em ơi. Không biết là các anh em lợn bò cừu có đang khỏe mạnh không. Rồi ôi. Cái máy phép sắt của tôi kìa. Không biết là năm anh dân làng trên đấy có đang gọi là. Ui ôi skeleton. Tao không hỏi thăm mày. Láo thật đấy các bạn. Rồi. Đấy vì sao nó không vào cái cổng này nhỏ, lạ nhỉ? Thú vị, nhẹ nhỉ? Nhẹ nhỉ? Ok các bạn. Kệ đi, bây giờ tôi sẽ phải dọn một chút đồ. Bởi vì là đồ trong địa ngục khá là nhiều. À, dọn một chút đồ sau đó là tôi sẽ tìm cách vào lại địa ngục. Ủa, từ. Vào lại địa ngục và chúng ta sẽ phá cái đá nền và trèo lên trên đấy và chúng ta xây cái máy farm. Ủa trời, từ đừng nổ. Ủa. Và chúng ta xây cái máy farm Hockley đi các bạn. Lợn địa ngục đấy. Ok em đợi tôi chút nhá. Ok các em ơi. Thì tôi đang dọn đồ và tôi đang chạy lung tung để tôi tính toán xem là tôi cần mang cái gì. Thì tự nhiên tôi gặp một con mob cực kỳ hiếm ấy các em ạ. Một con zombie con mà nó cưỡi trên con gà này là con mob cực kỳ hiếm anh em nhá. Cái tỷ lệ mà nó spawn ra là rất là ít. Có vẻ tôi khá may mắn anh em ạ. Vậy nên là bây giờ là tôi sẽ lừa em ấy xuống dưới nhà tôi đấy. Tôi sẽ nhốt em ấy lại. Đi xuống đây em ấy. Đi vào đây em ấy. Đi vào đây. Từ từ ấy các em ạ. Tôi sẽ lấy sợi dây. Lấy cái hàng rào ra. Đặt cái hàng rào vào đây anh em ạ. Đấy, xong lấy sợi dây. Em sẽ là của anh. Đâu rồi anh nhở? Đây có 5 cái sợi dây đây. Em đâu rồi em ơi? Đâu rồi? Nó đâu rồi anh em ơi? Nó đâu rồi? Sao nó mà... À đây rồi. Ủa anh chào em. Đi vào đây em ơi. Đây mà đi. Đi vào đây em ơi. Đi vào đây. Không cần phải ngại em. Vào đây em, đi vào đây. Xuống đây em. Ui xuống đây em. Ui ôi. Xinh thế. Vào kia em ơi. Ui ôi. Tôi có thú cưng rồi. Chào em. Xem đen đấy. Xem đi ngoài nắng nhiều xem đen đấy. Ok các em ạ. Thì nếu mà anh em mà chơi Minecraft lâu rồi thì anh em sẽ biết là bọn quái nếu mà chúng nó mà đứng xa mình quá
là chúng nó sẽ tự biến mất anh em ạ. Vậy nên là có một cách để mình có thể làm cho chúng nó không biến mất, đó là mình đặt tên cho bọn nó. Đấy, tôi sẽ đặt tên cho em này. Đặt tên cho em là gì nhỉ? Đặt một cái rồi, đặt một cái rồi đúng rồi. Đặt tên cho em là Zom. Rồi. Chào mừng em. Em sẽ không bao giờ bị biến mất đâu em. Ôi, thú cưng của tôi đây anh em. Ôi ôi. Thích quá. Ok anh em ạ, thì bây giờ thì tôi sẽ phải có TNT này. Ủa nhiều đấy. Có TNT và mình phải đi đào một chút obsidian, các diện thạch đấy, để mình có thể làm được. Vì trước là mình có mỗi một cục đúng không? Trước là có mỗi một cục. Bây giờ là kế hoạch của tôi ấy, là tôi sẽ phá cái cổng, là tôi sẽ phá cái nền, cái mái nhà của cái Nether ấy. Đó, và tôi chui lên bên trên cái Nether. Đó, và để làm được cái đấy là mình cần có TNT và mình cần hắc diện thạch anh em ạ. Nhưng mà tôi có một cục chả, thế đi đào thêm. Sao tôi không thấy cái quốc kim cương của tôi đâu? Thế còn cái quốc mà có cái gia tài ba đâu? What? Chả lẽ tôi lỡ vứt nó vào trong lava rồi à? Tôi lỡ vứt nó vào trong lava rồi à? Thì vì là tôi đi trong địa ngục thì tôi cũng khá hay dọn đồ. Tôi dọn đồ thì kiểu thì tôi cứ để cái này rồi tôi ấn quy đấy. Thế nên là thiệt chà rồi. Chắc là tôi lỡ vứt nó vào lava rồi. Toàn quá. Ôi toàn quá anh em ơi. Đi địa ngục rồi mất kiếm phò rồi lại còn mất cả hai cái quốc nữa. Không sao anh em ạ. Không sao. Còn kim cương, còn kim cương. Rồi. Tiện đây tôi sẽ làm một cái kiếm mới luôn. Và một cái quốc mới luôn. Hơi phí nhưng không sao anh ạ. Chúng ta còn nhiều kim cương. Mình vẫn còn giàu. Mình vẫn giàu nên mình cũng chưa lo lắm. Rồi. Tôi khảm luôn đi để tôi khảm thanh kiếm của tôi. Mất thanh kiếm phò. Bây giờ phải có thanh kiếm mới này. Rồi. Mong là thanh kiếm này có ra được cái gì ngon. Sắc bén 3 không cần. Cái sắc bén 3 thì cần gì? Mình lấy cái chậm hỏng 1 đi. Đó, xong mình lại khảm đi. Đấy, rồi mình khảm lại để tôi nhìn xem có cái khảm nó ngon. Lại thêm ma 4 à? Thôi. Lại hủng cái gì ở đây? Giờ là không có hại ai hết anh em ạ. Sống lưng thiện. Đúng rồi. Gì đây? Hại loài chân đốt à? Thôi, nào có hại à? Ủa ôi, sắc bén một. Nói chung là nó cũng tốt tính cho mình tận 3 cái luôn. Nhưng mà mình không nhận anh em ạ. Đây, đánh bật lùi 2 xem nào. Có mỗi cái đây đánh bật lùi à? Loại luôn anh em ạ. Đó, nói chung là game nó cũng khá thích chôn mình. Sắc bén 4 à? Thôi không cần đâu, thì mình có cái quyển sách sắc bén ở trong nhà mà. Sau này mình đi đổi đồ với dân là mình lại có thôi. Không cần sắc bén 4 đâu. Đánh bật lùi 2 à? Nó chôn mình rồi anh em ạ. Nào lại nào. Đánh bật lùi 2. Hại thế mà thôi. Ôi hơi phí là vờ anh em nhở. Nào cố gắng ra khảm ngon đi nào. Khảm làm cháy thế hay là gì nào. Làm cháy thế hay là chậm hỏng thế hay là sửa chữa hay gì ấy. Sắc bén à? Sắc bén thì không cần anh em ạ. Gì đây? Nhặt à? Nhặt được này. Nhặt là looting đấy. Nhặt 3 và sắc bén 4 à? Thôi không cần đâu, bởi vì là mình có sắc bén 5 cơ mà. Không cần đâu. Không cần đâu. Lại là chân đốt 4 à? Nó chôn mình nhỉ? Gì đây? Sắc bén 4 à? Lại thây ma này. Chậm hỏng 3 đây rồi. Tôi mong là nó ra được cái gì ngon ngon đi. Hại lò chân đốt. Ok anh em ạ. À, anh em đợi chút để tôi khảm mấy cái này xem là nó có ra được cái gì ngon không nhá. Trời ơi.
Anh em ơi, tôi level 28 rồi. Tôi hết level để tôi khảm cái cuối rồi. Mình muốn khảm cái cuối là mình phải từ level 30 trở lên cơ. Đấy, cấp độ cần thiết 30 cái kìa. Đánh bật lùi 2. Trời ơi, mất hơn 15 level của tôi đấy. À đâu, tôi từ level 60 tôi giảm xuống mất 30 level của tôi đấy. Hơn 30 level đấy. Đấy mà không được cái khảm gì ngon anh em ạ. Chung là game nó cũng biết chôn mình ha. Ok thì ôi chết cha, tôi đặt lại cục này cái nhở. Rồi, đây anh em ạ. Thì bây giờ tôi sẽ đi đào hắc diện thạch. Kệ cái thanh kiếm đi, chúng mình không cần quan tâm đâu anh em. Bởi vì sau này tôi đi farm level tôi lại lên đấy mà. Lúc ấy tôi lại khảm cái kiếm chứ mà. Anh em đừng lo nhá. Thì trước khi tôi đi đào hắc diện thạch thì tôi sẽ thay bộ giáp ngựa cho cái em ngựa của tôi. Đấy, giáp kim cương anh em ơi. Xịn chưa? Xịn sò chưa? Xanh lét cả đây anh em ạ. Khá xanh. Ok. Ok anh em, bây giờ tôi sẽ đào obsidian chút. Anh em đợi chút nhá. Chết cha rồi anh em ơi. Tôi lỡ cho một anh nông dân xuống bên dưới rồi. Chết cha rồi. Lỗi quá. Thôi kệ anh ấy đi anh em ạ. Kệ anh ấy đi. Đi đào hắc diện thạch thôi. Ok anh em. Thì tôi đã đào được một cục obsidian rồi đây. Đó. Nãy là tôi có một cục đấy. Tôi đào thêm một cục rồi, giờ có hai cục rồi. Thì tôi nghĩ là tôi sẽ cho anh nông dân này lên. Chưa để anh ở dưới này thì cũng tội anh lắm. Nên là tôi nghĩ là bây giờ thì tôi đã đào một cái hướng cho anh ấy lên. Đào cái cục cái đi này. Xong tôi sẽ đào chỗ này đi. Chúng ta tạo thành cái hình bậc thang cho anh ấy lên anh em ạ. Chưa để anh ở dưới này cũng tội anh ấy. Đúng rồi, anh lên đi anh. Được rồi, hay quá. Đó, tôi chặn vào luôn. Để cho các anh dân khác là các anh ấy không có xuống ở dưới này. Đấy, các anh dẫm hỏng cái ruộng của tôi rồi. Ok anh em, thì bây giờ thì chúng ta từ từ đi ngủ cái anh em, đi ngủ cái ha. Tối rồi. Anh Golem ha. Anh Golem, anh ấy nhìn tôi vài mắt khinh thường anh em ạ. Anh ấy nhìn tôi vài mắt đúng kiểu là đúng là người thường, lúc nào cũng ngủ ha. Anh Golem thật láo toét anh em ạ. Ủa ôi, zombie thánh zombie này. Đây, để tôi xem thử cái máy farm mía của tôi xem nó làm được bao nhiêu rồi. Chung là cũng không được bao nhiêu đâu anh em ạ. Ok thì bây giờ thì chúng ta cần thêm một cái nữa, đó là cái đẩy, cái cục đẩy piston anh em ạ. Ủa, ui rồi ui, cái con vịt nhỏ đâu anh em? Thì sao mà mất con vịt nhỏ của tôi rồi, what the hell? Tôi nhốt em lại rồi anh em ạ. Ê tôi thả anh, thả anh. Thế bây giờ tôi làm gì với con này bây giờ anh em? Để tôi thử tìm cách tôi nhốt con này lại anh em ạ. Ủa ôi zom, zom nó cầm ngang rào của tôi rồi. Đây, tôi sẽ đào hai câu ở đây đi. Để tôi nhốt em ấy lại. Ủa ôi, gió mày, tha anh gió mày. Thì sao con vịt thế nào mất rồi anh em, what the hell? Game gì lạ vậy? Thế bây giờ làm sao mà nhốt cho em vào được nhở? Ủa chết cha, chết cha. Thì vào đây em ơi. Tha anh em ơi. Ủa ôi, rồi thành công rồi, tôi thành công, tôi nhốt zom vào trong ruộng rồi. Y như The Dream ấy các bạn, xây tường nhanh như The Dream. Để tôi lấy cái kính nào, lấy cái kính tôi đặt ra để thỉnh thoảng tôi còn nhòm xem zom đang làm gì, nhòm xem zom có ăn uống đầy đủ không. Kính đâu nhỉ? Đây là 37 kính này. Đấy, đào một ô ở đây đi nào. Ôi trời, anh zom ơi. Ủa ôi, bị nước ở đây mà nó cũng có đánh được mình hả? Đấy, thêm một ô nữa ở đây đi này. Này, đây, này, đấy, ui ôi,
Dom ở yên trong đấy ngoan ngoan nhá. Đừng quậy phá rộng quá anh Dom nhá. Để tôi đặt cái cục ấy vào đây các bạn. Tôi đặt cái lúa vào đây chứ Dom dẫm hỏng cái lúa của tôi rồi. Dom tránh tránh ra Dom ơi. Ê. À cát nó chảy xuống à, cho kệ đi. Rồi. Cắt cát đi. Ok, bây giờ tôi sẽ làm cái piston. Cái piston làm thế nào ấy nhỉ? Piston à, thêm redstone là được, ok. Redstone đây. Đây, mình cần một cái piston là được ấy các bạn. Cần gỗ à? Ok, mình cần gỗ. Mình cần gỗ thì đây. Rồi. Rồi. Một cái. Ok các bạn, như vậy đủ rồi đấy. Tôi nghĩ là như vậy đủ rồi đấy các bạn. Chắc là anh em đợi tôi tí để tôi check lại thử xem mà đủ chưa nhá. Ok các bạn. Chứ không trông nó vào rồi thì nó thiếu là buồn lắm nhỉ. Ok các em, thì tôi nghĩ là đủ rồi đấy. À, chúng ta mang thêm ngọc Ender và mang thêm cái loại nấm màu xanh đi là được. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vào trong địa ngục. Và tôi lại phải đào lên trên nóc của Nether và tôi lại phải nhắm ngọc để tôi đi lên bên trên. Úi ôi ghê nhờ. Mình đứng ngay cạnh chỗ lava ở đây các bạn, nguy hiểm thật. Ok, thì bây giờ thì tôi sẽ tìm đường để tôi đi lên nóc. Tôi nghĩ là bức tường này đi nhờ. Cái bức tường này là tôi thấy nó cũng đẩy lên trên nóc đấy. Là mình phải đi lên tầng thứ 128 đấy. Thì là tầm trên này này. Đấy, tôi đã đào từ đây lên đây các bạn. Ok game, thì tôi đã đào lên được tới cái đá nền rồi đây. Nhưng mà cái đá nền này chỉ là cái đá nền bình thường thôi. Với anh em nhìn này, tôi chỉ đang ở tầng thứ 119. Anh em nhìn cái trục Y ấy, nó là cái thứ hai của cái dòng XYZ ấy. Đó, nó có 119 thôi, mình phải là 128. Cái bọn này chúng nó có đứng cái này tìm sao mà thằng xây à. Để tránh các anh ấy. Bây giờ sao mà tôi xây nhỉ? Chắc là tôi đào rộng cái bên này một tí. À, ui. Ui dồi ôi. Chỗ này nó ở cái cạnh cái vực ấy các bạn, ghê quá. Này tôi đủn cho các anh xuống nhỉ. Anh ơi. Anh xuống kia đi, vui lắm. Vui lắm. Xuống đi anh, đúng rồi. Ủa ơi. Anh vào đây đi anh. Đúng rồi. Tôi sẽ chặn lại các bạn, chứ cái bọn này vương víu quá. Ôi thôi, cho anh lại còn đi đường vòng, anh đi lên nữa. Chắc là đam mê các bạn. Chắc là anh lợn là anh ấy cũng muốn học hỏi để biết cách để lên được bedrock. Đấy, chắc cả mấy anh cũng muốn được lên trên lên trên bên trên địa ngục để ngắm. Khổ thân mấy anh ấy, cả đời cứ quanh quẩn ở biên giới cũng chán mà. Đấy. Ok các em, thì bây giờ thì chúng ta cứ phải đào con này để chúng ta lên được cái tầng thứ 125 hoặc 126 gì ấy. Đó, ở sau đó chúng ta ném ngọc thì chúng ta mới lên được. Tôi đang ở tầng bao nhiêu rồi ta? À, 124 à? Cố gắng đào xung quanh thử xem nó có cái nào thì nó lên được thêm một block nữa không? Ái chà! Đây này! Đây này! Được cái này! Đúng không? Đúng rồi! Tôi ở tầng 125 này! Được rồi anh em ạ! Bây giờ tôi sẽ phải xây cái thang. Tôi sẽ xây cái thang sau đó là tôi nhắm ngọc lên. Rồi! Xây cái thang này! Rồi, ơi, bị thiếu à? Được rồi, đây, đặt vào đây. Nhưng mà chúng ta phải nhớ thật chuẩn xác cái vị trí của chúng ta anh em ạ. 665 này và 675 này. Ok, 665 và 675. Cho quay lên tôi đứng đúng vào cái ô này anh em ạ. Chụp màn hình cái. Đấy, xong giờ là mình đắm ngọc lên là được anh em ạ. Chúng ta lại chuẩn bị lên trên nóc Nether một phát nữa rồi. Nào. Cầu mong là lên được. Ôi lên được rồi, tôi lên được rồi. Từ từ nào, 665 và 675 đâu? Đây là 675 này, thế còn cái kia nó cũng 67 à? Giảm 665 đi. 665 và 675, đây này. Cái ô này. Có đúng không? Đây này, chính xác cái ô ở đây các bạn. Chính xác cái ô ở đây thì bây giờ thì mình muốn làm nổ cái này ấy, là mình sẽ xây cái này. Đặt một cục vào đây. Đấy. Đặt hai cục obsidian như vậy các bạn. Sau đó chúng ta sẽ craft cái gạt, cái cần gạt đây này. Đấy, cần gạt xong mình đặt vào đây này.
Đấy, xong mình dùng TNT đặt nó vào đây. Đấy, xong mình phá cục cái đi. Mình đặt cái piston của mình vào. Đấy, đặt như này. Xong mình cần cái trapdoor nữa, để tôi làm cái trapdoor anh các bạn. Cái trapdoor là mình ở đây này, đây mình dùng cái này mình làm này. À, mình sẽ có cái trapdoor. Mình đặt như này này. Đó, mình đứng vào. Và khi mà mình dùng cái trapdoor thì mình sẽ ngồi xuống này. Đó, mình ngồi xuống và mình né ra. Đó. Thì cái này là nó có phần trăm thành công anh em nhé. Nếu mà nó mà không thành công là mình cứ phải làm đi làm lại đấy. Thì để tôi làm thử một lần cho anh em xem này. Tôi mong là lần đầu tiên thành công luôn đấy các nhỉ. Đây chúng ta gạt cần gạt này. Đấy và xong rồi chúng ta trốn xuống cái này. Boom. Có được gì không? Nó không được gì à? Nó không được gì đâu anh em ơi. Để tôi thử lại. Đấy chúng ta làm cái gậy này. Chúng ta lại làm cái cần gạt tiếp. Tôi chỉ có 27 cục TNT thôi. Tôi không biết là tôi có đủ không à. Nhưng mà tôi nghĩ đủ đấy. Mình có nhiều mà đúng không? Đấy chúng ta sẽ là ấn này. Gạt đi. Rồi mình nằm xuống cái này các bạn. Nổ đi. Có được gì không? Không được gì anh em ạ. Ok. Chắc là tôi có phải thử một vài lần nữa anh em ạ. Ok thì anh em đợi tôi chút nhé.